Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý thính giả, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng đảng, làm thế nào để các bài báo luôn tạo được tính hấp dẫn đối với độc giả mà vẫn giữ được những định hướng, chủ trương, đường lối của đảng, chuyển tải được nội dung chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cổ vũ mọi người cùng thực hiện, làm theo. Trong chuyên mục hôm nay, tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết Đổi mới công tác thông tin, bài viết được đăng trên báo nhân dân.vn. Thưa quý vị, trong công tác tuyên truyền về xây dựng đảng của báo chí thành phố, làm thế nào để tạo ra sự hài hòa trong mối quan hệ giữa các cấp lãnh đạo của đảng với yêu cầu thông tin của công chúng đối với các vấn đề trong công tác xây dựng đảng? Hiện nay, việc tuyên truyền về công tác xây dựng đảng thường được thực hiện một chiều, nghĩa là chiều do nhà báo thực hiện tác phẩm báo chí, ít nhận được phản hồi từ công chúng về những nội dung, hình thức mà báo chí đăng tải. Số độc giả có sự am hiểu nhất định về chính trị nói chung và xây dựng đảng nói riêng còn hạn chế. Vì thế, những phản hồi của độc giả đối với các bài viết về xây dựng đảng là rất ít. Vấn đề đặt ra, làm sao để thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và độc giả đối với những bài viết về xây dựng đảng, sự phản hồi của độc giả đối với nội dung này, nâng cao được vị trí, vai trò của báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn đảng. Việc xây dựng cơ cấu thông tin hợp lý, bảo đảm tính đa dạng, phong phú để đáp ứng nhu cầu của độc giả cũng là những yêu cầu cấp thiết hiện nay. Muốn vậy, cần có sự đổi mới nội dung, hình thức, nhất là các tác phẩm viết về xây dựng đảng được xem là cấp thiết và là nhiệm vụ quan trọng đối với công tác tuyên truyền về xây dựng đảng. Bên cạnh việc nêu những điển hình, nhân tố mới, báo chí còn chuyển tải thông tin về những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phê phán, lên án những cán bộ, đảng viên, tổ chức chưa thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện. Trong kỷ nguyên số, với sự bùng nổ của công nghệ, bất kỳ loại hình báo chí nào cũng phải thay đổi nếu muốn tiếp tục tồn tại. Sự thay đổi này bao gồm cả việc thay đổi cách thức quản lý trong các tòa soạn, áp dụng công nghệ vào quản lý tòa soạn, đầu tư nền tảng công nghệ mới trong các cơ quan báo chí. Đối với nội dung xây dựng đảng trên báo chí cần phải có sự thích ứng, sự cạnh tranh từ truyền thông mạng xã hội, báo đảng cần phải có sự tích hợp đa phương tiện. Đây là xu hướng phát triển mang tính khách quan, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Nhiệm vụ cơ bản của người làm báo khi viết về xây dựng đảng là phản ánh trung thực, khách quan những mặt mạnh, những mặt hạn chế, cung cấp thông tin về những địa phương, tổ chức đảng có các biện pháp, kinh nghiệm tốt trong xây dựng đảng, phản ánh, phê bình những nơi chưa quan tâm hoặc có sai phạm trong công tác xây dựng đảng. Qua thực tiễn, các phóng viên, biên tập viên có góc nhìn đúng, khách quan, cách viết phù hợp, chất lượng tin, bài có được nâng lên ngang tầm với nhiệm vụ hay không phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí. Chính vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng cho những đối tượng này là việc làm thường xuyên. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, đội ngũ phóng viên khi thu thập thông tin phải có sự chọn lọc, không bị dao động trước những thông tin xấu, thông tin không xác thực. Theo đó, để nâng cao chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền về xây dựng đảng, trước hết phải xác định rõ kế hoạch, mục tiêu và có định hướng cụ thể về nội dung. Trước mắt, đổi mới nội dung cần sớm thực hiện vì nội dung có hay thì mới thu hút được công chúng. Nội dung thông tin về xây dựng đảng bao gồm nội dung về chính trị, tư tưởng và lý luận, nội dung tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, nội dung xây dựng đảng về đạo đức. Thông tin về những nội dung này nhất thiết phải hướng tới biểu dương thành quả đạt được của các tổ chức đảng, các nhân tố tích cực, mô hình mới, điển hình tiên tiến, có hệ thống, có chiều sâu, được phân tích có căn cứ, có cơ sở, rút ra những nhận định khái quát, bài học kinh nghiệm quý để cấp ủy, chính quyền cơ sở và những người làm công tác xây dựng đảng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng vào địa phương mình. Định hướng dư luận về những vấn đề có tính thời sự, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của đảng gắn với thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, các bài viết nên đi sâu điều tra thực tế về nội dung xây dựng đảng, đa dạng hóa các chuyên mục, thể loại báo chí. Cùng với việc đổi mới nội dung tuyên truyền là đổi mới hình thức chuyển tải tác phẩm báo chí về xây dựng đảng. Về hình thức, cần có sự đa dạng hóa các thể loại báo chí. Không chỉ tập trung vào các thể loại tin, bài phản ánh, còn có thể sử dụng nhiều hơn nữa các bài phỏng vấn, phóng sự, tường thuật, điều tra. Có như vậy, khi tiếp cận thông tin, độc giả mới thấy được sự tươi mới, hấp dẫn. Việc lựa chọn hình thức thể hiện sao cho phù hợp từng vấn đề, từng cách tiếp cận cần được nhà báo cân nhắc kỹ lưỡng, nên sử dụng ngôn ngữ phù hợp, đại chúng, tránh sử dụng những ngôn ngữ sáo rỗng, nặng tính triết lý và gây ra sự khó hiểu đối với độc giả. Nhà báo chú ý sử dụng những cấu trúc câu ngắn gọn, dễ hiểu. Vì đối tượng bạn đọc rộng, nhiều trình độ, văn hóa khác nhau, việc phong phú thể loại sẽ giúp bạn đọc dễ tiếp cận thông tin và có thể vận dụng kinh nghiệm cho cơ sở. Bởi vậy nên ưu tiên thể loại phát huy được tính đặc thù về thông tin của báo chí. Nhóm thể loại chính luận, xã luận, bình luận, chuyên luận, ký chính luận vẫn phù hợp các báo, tạp chí vì đi vào bản chất, chiều sâu của vấn đề, rút ra nhận định khái quát định hướng dư luận xã hội. Công chúng vừa là người đọc, vừa là nguồn thông tin, phản biện xã hội và có tác động đến các cơ quan báo chí.
Tính tương tác trên báo điện tử là rất cần thiết để huy động được trí tuệ của tập thể và giải quyết những vấn đề cấp bách chung của toàn xã hội. Trong thời đại truyền thông số, các tờ báo tăng cường tương tác với bạn đọc, khiến bạn đọc trở thành chủ thể xuất hiện nhiều hơn trên các trang báo. Người làm báo không thể áp đặt ý kiến của mình qua các bài viết. Các trang báo cần tạo ra và phát triển các cuộc đối thoại bình đẳng với độc giả, mở thêm các diễn đàn, giao lưu trực tuyến để tạo ra sự quan tâm đối với bạn đọc. Cùng với đó, phải chủ trương khuyến khích bạn đọc cung cấp thông tin để từ đó có thể khai thác làm phong phú nội dung thông tin phản biện trên báo. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe nội dung bài viết đổi mới công tác thông tin, bài viết được đăng trên báo nhân dân.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ 15 phút ngày mai, 31 tháng 12 năm 2022. Thân mến chào tạm biệt.